Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin dỗ cụ Lê Đình Kình nghĩ về vòng xoáy tội ác, vòng xoáy đau thương. Nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện lịch sử về bà Cát Hạnh Long dốc hết tiền và vàng bạc tích trữ ra cả dòng họ để tặng và biếu không cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi sau đó đã bị Cộng sản Việt Nam giết hại một cách man dợ. Không những thế, còn bị vu khống bởi cây bút CB, tức là bút danh của ông Hồ Chí Minh. Nay lại có câu chuyện của gia đình cụ Lê Đình Kình, 65 tuổi đảng ở xã Đồng Tâm, cũng đã bị giết hại dã man và tuyên án tử hình cả hai người con với sự tô vẽ của hàng trăm cây bút máu đấu tố cả làng Đồng Tâm. Chuyện không khác gì với vụ án bà Cát Hạnh Long của năm xưa. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã so sánh hai vụ án lịch sử này trong bài viết có tựa đề "Dỗ cụ Lê Đình Kình nghĩ về vòng xoáy tội ác, vòng xoáy đau thương". Ra đời từ nạn đói năm 1945, không một hạt gạo, không một xu dính túi, nhà nước Cộng sản của Hồ Chí Minh được người đàn bà quá bụa Nguyễn Thị Năm là chủ doanh nghiệp Cát Hạnh Long đã mở lượng hải hà nghiên nhà, nghiêng cửa, dốc của cải, tiền bạc, cả đời tần tảo, nhạy bén kinh doanh, tích lũy của mẹ quá con côi ra nuôi nấng, chăm bẵm từ người đứng đầu nhà nước Cộng sản cho tới người lính để nhà nước Cộng sản làm cuộc kháng chiến chống Pháp, giữ chính quyền. Đây là hình ảnh bà Cát Hạnh Long, tức là doanh nhân Nguyễn Thị Năm, người đã góp nhiều tiền của cho chính quyền của Cộng sản non trẻ, sau đó đã bị đấu tố và xử bắn trong cải cách ruộng đất vào năm 1954. Nuôi chính phủ, nuôi quân, nuôi cả cuộc kháng chiến đầu tiên của nhà nước Cộng sản. Khi chính quyền Cộng sản được củng cố vững mạnh, nhà nước Cộng sản liền vu cho người đàn bà nuôi nhà nước Cộng sản từ thuở trứng nước là địa chủ, lôi người đàn bà ân nhân, lôi người đàn bà là thánh sống cứu sinh của chính quyền Cộng sản ra bắn chết. Vào ngày 9 tháng 7 năm 1953, tiếng súng tội ác của nhà nước Cộng sản đã bắn chết người đàn bà tài năng, giỏi làm giàu chính đáng và rộng lớn lòng yêu thương, yêu nước thương nòi, bà Nguyễn Thị Năm đã bị giết hại như vậy. Người dân đều biết CB là bút danh quen thuộc của ông Hồ Chí Minh trong nhiều bài viết đăng trên tờ báo Đảng. 12 ngày sau khi bắn bà Cát Hạnh Long, Nguyễn Thị Năm, vào ngày 21 tháng 7 năm 1953, trên báo Đảng lại có bài viết của CB rằng địa chủ ác ghê bịa đặt vu khống cho người đàn bà tài hiền, lòng Phật những tội do bộ máy vu khống chuyên nghiệp của Đảng tạo ra. Địa chủ ác ghê là những ngụm máu phun vào người đàn bà có tấm lòng Phật Nguyễn Thị Năm. Bài báo này viết rằng mụ địa chủ Cát Hạnh Long cùng với hai đứa con và mấy tên lâu la đã giết chết 14 nông dân, tra tấn đánh đập hàng chục nông dân nay còn tàn tật, làm chết 32 gia đình gồm có 200 người vào năm 1944. Chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người. Đây là hình ảnh bài báo Địa chủ ác ghê của tác giả CB kể tội bà Cát Hạnh Long. Sau đọc lại lịch sử Đảng mới biết CB chính là bút danh của ông Hồ Chí Minh. Rồi thì chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân vào năm 1945. Chúng đưa 65 nông dân bị đói ở Thái Bình về làm đồn điền, cũng vì chúng cho ăn đói, bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hàng. Vào năm 1944 đến 1945, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức, lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng. Thế là ba mẹ con địa chủ Cát Hạnh Long đã trực tiếp, gián tiếp giết chết ngon nghét 260 đồng bào. Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô, thiếu nợ thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Ví dụ, trời rét chúng bắt nông dân cởi trần rồi dội nước lạnh vào người, hoặc bắt họ đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước giỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đầu buốt tận óc, tận ruột. Rồi thì chúng trói chặt nông dân treo lên xà nhà, kéo lên xuống. Rồi thì chúng đánh gãy răng, hộc máu mồm, bơm nước vào bụng rồi dẫm lên bụng cho hộc nước ra, vân vân. Địa chủ ác ghê chính là sự vu khống vô cùng đê tiện, hèn hạ, giọng điệu của đám dư luận viên hạ đẳng ngày nay.
Đây là hình ảnh ông Hồ Chí Minh chấm nước mắt bày tỏ lòng hối hận trước nhân dân vì những cái chết oan uổng trong cải cách ruộng đất năm 1954. Bên cạnh là mộ bà Nguyễn Thị Năm, hiện vẫn còn ở Nghĩa Trang, Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cùng giai đoạn ấy, anh thanh niên nông dân Lê Đình Kình đang hái nhập ngũ, cầm súng đi vào cuộc nội chiến, rồi sau đó người lính xuất ngũ Lê Đình Kình liền được trao trách nhiệm cho làm màu xanh cánh đồng, lo cho cuộc sống người dân của xã. Lần lượt đảng viên Lê Đình Kình gánh vác như chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp toàn xã Đồng Tâm, trưởng công an xã, rồi là chủ tịch ủy ban nhân dân xã, rồi bí thư đảng ủy xã. Sau gần suốt cuộc đời gắn bó máu thịt với mảnh đất Đồng Tâm, trí nhớ minh mẫn và bản năng nhà nước về mảnh đất Đồng Tâm có đầy đủ trong tay, lão nông Lê Đình Kình thuộc địa phả Đồng Tâm như gia phả nhà mình. Tới năm 1961, Đồng Tâm phải cắt 300 hecta trong tổng số 406,3 hecta đất cánh đồng xanh cho quân đội làm trường bắn của sư đoàn 308, nay là trường bắn quốc gia Miếu Môn. Vào năm 1981, sân bay dã chiến Miếu Môn đã được quy hoạch 47,3 hecta đất đồng xanh lại nằm trong 208 hecta đất sân bay Miếu Môn. Một lần nữa, Đồng Tâm lại phải cắt đất đồng xanh giao cho Bộ Quốc phòng. Dân Đồng Tâm chỉ còn vẹn vẹn có 59 hecta đất tây đồng xanh. Cho đến nay, không có bất cứ một văn bản hợp pháp nào của nhà nước thu hồi 59 hecta đất tây ở đồng xanh của dân Đồng Tâm. Nhưng lòng tham của tư bản hoang dã đã mang tên danh nghiệp quân đội Việt Theo đã nhòm ngó mảnh đất tây đồng xanh thì dân Đồng Tâm đã phải mất đất tây đồng xanh mà thôi. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình tại cánh đồng xanh đang giải thích về nguồn gốc đất với đoàn cán bộ lãnh đạo quân đội. Lão nông đảng viên Lê Đình Kình quyết giữ chính đáng 59 hecta đất tây đồng xanh cho người dân Đồng Tâm đã phải đối đầu với sức mạnh của đồng tiền của tư bản hoang dã, đối đầu với sức mạnh chính trị của lực lượng vũ trang của Đảng, đối đầu với sức mạnh bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản, và người nông dân giữ đất chính đáng Lê Đình Kình đã phải nhận cái chết rùng rợn, man rợ hơn cả cái chết đau đớn của bà Thánh Nguyễn Thị Năm. Bà Thánh Nguyễn Thị Năm bị tòa án Bần Cố Nông tuyên án tử hình và bị đội du kích xã xử bắn ban ngày trong cánh rừng chiến khu Việt Bắc. Không có bản án nào buộc tội công dân Lê Đình Kình, không có một hình thức kỷ luật nào kết tội đảng viên Lê Đình Kình. Đang là công dân lương thiện, đang là đảng viên trong sạch, giữa đêm bình yên rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, đúng ngày rằm tháng chạp Kỷ Hợi, ông lão nông Lê Đình Kình bị cả một trung đoàn cảnh sát cơ động với xe bọc thép, súng lớn, xe vũ khí điện tử với 3.000 quân tinh nhuệ vây kín quanh nhà và đội đặc nhiệm cảnh sát còn đảng còn mình, coi dân có tiếng nói khác biệt với đảng là thù địch, sôi sục, sắt máu, phá cửa xông vào tận giường ngủ, kề súng vào sát đầu, sát ngực dân để xả đạn. Công dân lương thiện, đảng viên trong sạch Lê Đình Kình không những bị bắn vỡ sọ, thủng ngực, toác đầu gối mà còn bị mang xác đi phanh thây từ cổ tới tận vùng bụng. Chỉ những kẻ lòng dạ thú, không còn một chút tính máu người mới hành xử với con người, với đồng loại dã man đến như vậy. Đây là hình ảnh hai con trai ông Kình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức đều bị tuyên án tử hình. Giết bà Thánh Cát Hạnh Long Nguyễn Thị Năm rồi thì CB là bút danh của ông Hồ Chí Minh, viết trên tờ báo đảng của ông vu khống người đàn bà Mở Lượng Hải Hà nuôi nấng Đảng Cộng sản thành địa chủ giết người. Tung cả một trung đoàn công an tinh nhuệ trong đêm đánh úp thôn Hoành bé nhỏ Bình Yên, tung lực lượng đặc nhiệm phá cửa xông vào tận giường ngủ, bắn nát tim vỡ sọ đảng viên lão thành cách mạng 59 năm tuổi đảng, rồi tướng phát ngôn của Bộ Công an Tô Ân Sô lên báo vu khống cho công dân lương thiện đảng viên trong sạch Lê Đình Kình là địa chủ cường hào mới. Tướng Sô đã đơm đặt như sau: sự nổi lên của đối tượng cầm đầu, nhất là ông Lê Đình Kình, trong bối cảnh dòng họ Lê Đình có ảnh hưởng lớn tại thôn Hoành, có khả năng chi phối, tác động đến kết quả bầu cử ở cơ sở, là một loại cường hào địa chủ mới. Địa chủ thì phải làm chủ nhiều đất hơn người dân trong làng xã, cường hào thì phải có sức mạnh quyền uy và sức mạnh bạo lực đàn áp, khống chế người khác. Nhưng đảng viên Lê Đình Kình chỉ còn lòng tin ngây thơ son sắt vào đảng của ông và tình yêu máu thịt với con người và mảnh đất ở Đồng Tâm. Từ đội du kích
thi hành bản án tử hình xử bắn bà Thánh Nguyễn Thị Năm giữa ban ngày trong cánh rừng vắng, để đội đặc nhiệm cảnh sát trong đội hình trung đoàn cảnh sát cơ động giữa đêm xông vào tận giường ngủ, hành quyết không cần có bản án, xả súng giết rồi phanh thây công dân Thánh Thiện, đảng viên trong sạch Lê Đình Kình, đã tạo ra vòng xoáy tội ác ngày càng ghê tởm. Tội ác đã được đẩy lên cao tới tận cùng của sự man dợ. Kính mời các bạn xem bản tin chuyện gì đang xảy ra với giới siêu giàu. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang làm xã hội bế tắc, con người bí bách thường dễ nổi giận, nhất là khi có những đối tượng và lý do thỏa mãn. Dư luận và chính quyền chưa biết phẫn nộ với những cá nhân, tổ chức liên quan trong đại án Việt Á, còn coi chúng là tội ác và lũng đoạn nhà nước, thì lại bàng hoàng không hiểu điều gì đang xảy ra với giới siêu giàu tại Việt Nam. Hai biến cố khiến dư luận dậy sóng xung quanh hành động bất thường hai ông chủ của hai tập đoàn là Tân Hoàn Minh về việc đấu giá đất khủng 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông tại Thủ Thiêm đã gây ra phá giá thị trường, và FEC về bán chui hàng triệu cổ phiếu để trục lợi. Đây là hình ảnh sau khi tăng nóng một cách kỳ lạ thì giá chứng khoán bất ngờ lao dốc sau thông tin về việc FEC giao dịch chui và Tân Hoàn Minh bỏ tiền cọc. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã nêu ý kiến qua bài phân tích với sự nóng gần đây dựa trên tiêu đề chuyện gì đang xảy ra với giới siêu giàu. Các diễn biến vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý trước phản ứng dữ dội của công chúng, cũng như công luận và chính quyền đã phải vào cuộc. Đại biểu Quốc hội khóa 15 đã nói rằng cần chế tài nghiêm khắc để ngăn chặn. Ông Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu là rà soát các bất thường trong những phiên đấu giá đất gần đây và giao cho Ngân hàng Nhà nước giám sát các nhà băng cho các nhà đầu tư vay tiền đấu giá đất. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính thì cảnh báo về hành vi gây rối loạn thị trường tài chính và bất động sản. Còn Ủy ban Chứng khoán thì hủy phi vụ giao dịch cổ phiếu FEC vì bán chui tuy chưa có tiền lệ, nhưng cần phải làm để đảm bảo minh bạch, kỷ cương cho thị trường. Hiệp hội Kế toán và Tài chính Việt Nam thì đề xuất phong tỏa tài khoản chứng khoán của các tác nhân, v.v. Truyền thông còn phát hiện những hành vi như trên đã từng xảy ra trước đây đối với hai ông chủ của hai tập đoàn trên. Hơn thế, về việc Bộ Công an đã xác minh 11 dự án đất kim cương của Tân Hoàn Minh tại Hà Nội và đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu và các dự án trên là tin nóng. Bản thân ông Chủ tịch Tân Hoàn Minh cũng vừa có tâm thư gửi các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước và đơn gửi Hội đồng đấu giá đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình bày động cơ xin bỏ cọc lô đất đã trúng thầu và xin chịu hình phạt mất tiền cọc lên tới gần 600 tỷ đồng. Đây là hình ảnh bản copy 3 trang tâm thư xin bỏ cọc của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tân Hoàn Minh, gửi cho 16 cái gạch đầu dòng, cho thấy sự nịnh bợ thần thánh này hơn cả những bà lên đồng vái lạy tứ phương. Nó là đỉnh cao của văn hóa nịnh bợ chính quyền của tầng lớp doanh nhân hiện nay, theo bình luận của luật sư Lương Vĩnh Kim trên trang Facebook cá nhân của mình. Hành vi khó đoán trên, phản ứng của dư luận và những động thái của chính phủ đã khiến cho câu hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước hết là đối với đại diện của giới nhà giàu đã trở thành vấn đề nóng. Để có thêm vững chắc luận cứ cho câu hỏi và những câu trả lời, hai ý diễn giải dưới đây xuất phát từ góc nhìn mối quan hệ thân hữu giữa giới nhà giàu với chính quyền trong quá trình hình thành và phát triển. Và hơn thế, số phận của thành phần xã hội này lại phụ thuộc vào thái độ ứng xử của Đảng và Nhà nước. Trước hết, nhận định ít tranh cãi là một số cá nhân trở thành giàu và siêu giàu là nhờ thời thế và đất đai. Đó là khi chủ trương đổi mới vào năm 1986, trong đó có chuyển đổi nền kinh tế tập trung sang bao cấp sang thị trường, quyền tự do kinh doanh và cơ hội làm giàu được mở rộng. Giới siêu giàu đã ra đời từ số vốn được tích lũy theo nhiều cách, thậm chí là nguyên thủy và hoang dã với số tiền kiếm được trong thời loạn lạc khi Liên Xô cũ và Đông Âu đang tan rã, nhưng phần lớn là từ đất. Quá trình chuyển đổi tạo ra thời thế với những mâu thuẫn chủ yếu giữa hai nền tảng ý thức chủ nghĩa xã hội của chế độ và kinh tế thị trường. Đất đai và tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, thuộc quyền quản lý của những quan chức cộng sản trong một tổ chức đứng tên là nhà nước. Trong đó, lãnh đạo chóp bu không được người dân trực tiếp lựa chọn.
Đây là hình ảnh 4 lô đất được đấu giá ở Thủ Thiêm. Và thị trường phát triển nhờ sở hữu tư nhân và những nguyên tắc vận hành khác đối nghịch với toàn trị và kế hoạch hóa tập trung. Giới lãnh đạo cố níu kéo ý thức hệ xã chủ nghĩa để duy trì chế độ đã không thể tạo ra những thể chế và chính sách thúc đẩy thị trường như một động lực. Họ biện minh đây là chính sách lược quá độ mang tính thực dụng nhưng đã cản trở sự phát triển. Mâu thuẫn cơ bản trên hiện diện mọi thể chế và chính sách hiện hành không những biến đất đai trở nên màu mỡ để làm giàu bởi những kẻ có gan mà còn tạo cho kẻ cơ hội quan chức tiếp tay để trục lợi và tham nhũng kinh khủng. Trong môi trường này, mối quan hệ thân hữu hình thành và củng cố để tạo ra một kiểu nhà nước tư bản thân hữu bởi có các mối quan hệ chính trị và kinh doanh phức tạp, tinh vi. Các nhóm lợi ích, bảo trợ chính trị và bảo kê kinh doanh, công ty bình phong sân sau quan chức, thật giả lẫn lộn, dù nhắc đến nhiều nhưng việc điểm mặt chỉ tên, thậm chí trong số hàng chục ngàn quan tham trong các vụ án hay kỷ luật đảng là đơn lẻ và rất khó khăn. Đây chắc chắn là điểm nghẽn lớn nhất trong thể chế, thách thức không chỉ công tác chống tham nhũng mà cả việc sửa luật đất đai vào năm 2013 cũng như các luật liên quan. Những vụ xét xử gần đây cho thấy các luật này có thể bị vô hiệu hóa bằng nhiều cách khi thực thi, có thể thông qua quân xanh, quân đỏ hay hối lộ tinh vi để mua các thành viên hội đồng thẩm định giá hay xét thầu. Đây là hình ảnh lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Ông Đỗ Anh Dũng bên trái và ông Trịnh Văn Quyết bên phải. Hai là chuyển đổi sang kinh tế thị trường tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ mà tăng trưởng kinh tế đảm bảo duy trì tính chính danh của độc đảng cầm quyền. Bởi thế giữa thị trường và đảng có mối quan hệ chặt chẽ, cộng sinh. Và dù muốn hay không thì đảng cần phải dựa vào kinh tế tư nhân, trong đó có giới nhà giàu để duy trì tính chính danh và giới siêu giàu đã có chỗ đứng trong chính sách của đảng. Tuy nhiên, cách giải thích rằng thành công kinh tế do đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin vào hoàn cảnh cụ thể chứ không phải do thị trường chỉ là tuyên truyền làm sai lệch bản chất của sự việc. Cho đến Hội nghị Trung ương thứ 6 khóa 12 vào năm 2018, sau hơn 30 năm đổi mới, đảng mới thừa nhận rằng kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Dù muộn còn hơn không, nhưng giải pháp chính sách sao cho động lực thị trường trở nên mạnh hơn vẫn chưa được chú ý. Sự bao biện cho ý thức hệ chủ nghĩa xã hội, giáo điều đang cản trở cải cách thể chế. Khi biện minh cho hệ tư tưởng này, hai phạm trù thị trường và chủ nghĩa tư bản đã bị giải thích là khác nhau một cách có chủ ý. Thực tế chỉ ra rằng quá trình hàng trăm năm phát triển của chủ nghĩa tư bản là nhờ thị trường dựa trên sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân. Hơn thế, các nhà tư tưởng cũng nhìn thấy những mặt trái của nó như rủi ro đạo đức và tha hóa quyền lực và những thể chế dân chủ đã được thiết kế để ngăn chặn. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FEC. Bởi vậy, nhiệm vụ phải cải cách rõ ràng và tạo ra môi trường để thị trường vận hành theo các nguyên tắc cần có, cũng như thể chế chính trị dân chủ, kiểm soát quyền lực và rủi ro đạo đức, chứ không phải là cản trở nó vì ý thức hệ giáo điều. Cụ thể, với câu hỏi luyện chuyện gì đang xảy ra với giấy siêu giàu, dù tư bản được tích lũy theo cách nào thì chức năng của nó là không ngừng mở rộng và tham lam, tìm cách kiếm lời. Thậm chí trong bối cảnh đại dịch COVID-19, kinh tế ngừng trệ thì giới siêu giàu vẫn không chịu ngồi yên. Và tiền thì vẫn đổ vào thị trường chứng khoán khiến nó sôi động nhất châu Á, bất động sản giá vẫn tăng một cách khó hiểu. Trái phiếu doanh nghiệp lách luật, phát hành, chuyển vốn ra nước ngoài vân vân rất lớn. Những động thái như trên có thể bộc lộ quán tính bản năng từng được thực hiện dựa trên mối quan hệ thân hữu giữa họ với chính quyền và cũng có thể là phép thử nào đó với thị trường, nhưng nhất quyết giới nhà giàu không ngu vì họ là các nhà tư bản. Vấn đề là chính quyền có tạo ra được khuôn khổ chính sách và thể chế thúc đẩy động lực cho thị trường phòng ngừa mặt trái của nó, tạo ra cơ chế giải trình trách nhiệm chống tham nhũng và quan trọng hơn thế là kiểm soát quyền lực và chuyển đổi dân chủ.